Nguồn Sống Xanh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, vào mùa đông nhu cầu sử dụng nước nóng trong sinh hoạt là rất lớn. Tại các thành phố, nhiều gia đình sử dụng bình nóng lạnh. Tuy nhiên, ở nông thôn thì không phải gia đình nào cũng có điều kiện để sử dụng thiết bị này. Cái khó lo cái khôn, một nông dân ở tỉnh Bắc Giang đã sử dụng năng lượng mặt trời để phục vụ nhu cầu của gia đình với một bể nước nóng tự chế. Thuận tiện, không tốn điện năng, giá thành rẻ, an toàn và có thể đặt bất cứ đâu là những ưu điểm của thiết bị này. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề này nhé. Ô vuông này trông giống như một bể nuôi cá cảnh. Những tấm kính đơn giản, vài miếng xốp dễ tìm. Nhưng trên thực tế, bể cung cấp nước nóng của gia đình ông Ngô Quốc Tuấn do chính tay ông tạo ra. Kính ở dưới đáy và bốn xung quanh, nó là cái lớp kính đen dày một phân là để nó hấp thụ nhiệt. Ở trên đậy vào cái bể kính đấy, nó gồm có hai lớp kính 5 ly, mà giữa hai lớp kính 5 ly thì nó có một cái khoảng cách cũng là 5 ly. Thì để cho ở phía giữa này là nó có một cái lớp đệm không khí để nó giữ nhiệt. Sử dụng những tấm kính để hấp thụ và giữ nhiệt, theo nguyên tắc, diện tích tiếp xúc với ánh nắng mặt trời càng lớn thì nhiệt lượng thu được càng nhiều, nên chiếc bể của ông Tuấn dài 1,2 mét nhưng chỉ cao có 20 cm. Kết cấu đơn giản nhưng chiếc bể này lại rất hiệu quả trong việc hấp thụ và giữ nhiệt. Nếu như ở thành phố, người ta sử dụng bồn inox để giữ nước và dẫn vào hệ thống vòi trong nhà với chi phí lên tới cả chục triệu đồng, thì chiếc bể này chỉ tiêu tốn vài trăm nghìn đồng và cũng không mất nhiều diện tích lắp đặt. Cái dung tích của cái bể thì nó là hơn 300 lít. Với gia đình chúng tôi 4 người thì ít khi phải dùng đến cái bình nóng lạnh. Từ việc ứng dụng hiệu quả tại gia đình mình, ông Tuấn đã giúp nhiều nhà trong thôn xây dựng bể nước. Và đến nay, tại thôn Tân Thành, đã có nhiều gia đình sử dụng bể nước này. Sử dụng thì tôi thấy rất là hiệu quả. Vì mình dùng nước nóng thường xuyên, thế nên là nó hiệu quả và lại cũng không tốn điện. Mùa đông tại miền Bắc thường kéo dài, nhu cầu sử dụng nước nóng của mỗi gia đình thường rất lớn. Mỗi chiếc bình nóng lạnh được bật lên cũng có nghĩa là vài kilowatt điện bị tiêu tốn. Thế nên, càng nhiều gia đình sử dụng những chiếc bể nước đơn giản như thế này, thì càng nhiều điện năng được tiết kiệm mỗi năm. Nước làm nóng dựa trên sự hội tụ của thấu kính và hiệu ứng nhà kính. Khi mặt trời lên qua hai lớp kính, năng lượng mặt trời được hấp thụ qua và bị giữ lại ở lớp kính thứ hai, sức nóng được tăng nhanh. Mặt khác, nước lúc này bốc hơi, đọng lại trên mặt tấm kính thứ nhất, ngưng tụ thành những giọt nước hình thấu kính lồi và tạo ra được sự hội tụ, đốt nóng nước bên trong. Ưu điểm của bể nước này là không tốn điện, chỉ cần trời quang mây hửng nắng trong thời gian ngắn là nước đã nóng và nhất là khả năng giữ nhiệt của bể khá lâu, từ 2 đến 3 ngày. Nắp bể được làm bằng hai lớp kính cách nhau 2 cm. Tấm kính ở đáy bể và thành bể có màu đen dày 1 cm. Các tấm kính được gắn với nhau bằng keo dán. Tổng chi phí cho một bể khoảng 500.000 đồng. Bể được đặt lên đỉnh trần nhà tắm, có một lớp xốp dày 10 cm. Quan trọng nhất là sao cho bể tiếp xúc với ánh sáng nhiều nhất, dùng tích khoảng 200 lít là phù hợp.